sĩ và đặc biệt gặp những vận động viên cấp quốc gia. Và hôm nay tại sao Việt Hương phấn khởi, vui vẻ, tưng trời ra đây là có một trong những cựu vận động viên bóng đá cấp quốc gia mà đó cũng là tuổi thơ của Việt Hương và Đại Nghĩa. Hồi nãy Hương có nói với lại Đại Nghĩa, Nghĩa ơi, tôi nhìn anh ấy, tôi nhớ lại cái thời Việt Hương còn là cóc ké, bù lon con tán. Và hôm nay chúng tôi chắc là Hương sẽ xin phép được mời anh trước. Dạ, bởi vì nhào ra hai đứa tung hương. Tại vì mình cùng nhìn cảnh quá mà. Ê, cái thời gì là bù lon con tán thì cái thời đó em cũng là cát sỏi gì đó chị. Dạ. Nữa. Cho nên là còn nhỏ bé lắm, giờ đam mê bóng đá và yêu những cái cầu thủ tài năng xuất sắc của Việt Nam cái thời bây giờ. Dạ. Và bây giờ mình trân trọng mình mời anh ấy ra trước gặp mọi người nha. Dạ, trân trọng kính mời cựu tuyển thủ quốc gia trên sân cỏ của chúng ta, người mà Việt Hương đó là tuổi thơ của Hương và Đại Nghĩa, trân trọng danh thủ Hồng Sơn. Vỗ tay. Trời ơi, đó, tôi mê lắm, mê từ nhỏ. Dạ, hết cho anh, hết cho anh. Trời ơi, bà. Chào bà con. Mới được chào bà con. Bà con ơi, em đại diện cho bà con Cần Thơ hung mảnh cái được mà. Mời lắm quý vị, nay mới được chính thức hung mảnh một cái. Hung là hung cái tài năng, cái nghệ thuật chân dân của ảnh để làm cho em Diệp Phương rất là mê. Và hôm nay được gặp anh ở ngoài đời bằng xương bằng thịt. Chứ ngày xưa làm gì có cửa anh, đu hàng Lào mà đu xa thì xa luôn á. Bây giờ có nghệ sĩ cắt phượng rồi, là diễn viên rồi, chắc chắn là phải có ca sĩ thôi mà. Cái người này cũng không hẳn là ca sĩ nghe chị. Dạ. Cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng kỳ cựu luôn, mà có cái giọng ca là đỉnh luôn. Dạ. Đó, mà bước ra một cái là vui tưng bừng náo nhiệt nha. Dạ, dạ. Vừa ca vừa nghệ sĩ, vừa diễn vừa ca vừa làm đủ hết trơn. Vậy nha, các bên nhắn cải lương. Bánh năng gian. Dạ. Với lại chị biết sao, thật ra cái dù mà gọi là bánh mung chút xíu á. Dạ. Mình dùng tiểu xảo chút xíu á. Dạ, đúng rồi. Trong chương trình này trong em đá cũng có tiểu xảo. Có không anh? Có. Dạ. Dù gì chứ trong chương trình này em ủng hộ vụ đó nha. Dạ. Mình đôi khi mình có chút tiểu xảo vậy đó làm chi, để giúp đỡ cho bà con. Dạ. Chứ không phải cho riêng mình. Rồi, trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Như nãy em với chị Hương có nói nhẹ cái vụ mà mình hơi tiểu xảo chút xíu trong các chương trình đó, giờ anh nổi tiếng cả nước ai biết được. Anh năng gian á anh? Không anh, em ủng hộ anh vụ đó trong chương trình này. Trong chương trình này cần em ủng hộ. Chương trình này phải ăn gian hả? Cần lắm, đừng nói vậy, đừng nói vậy. Đừng nói vậy, ngày mai không thấy ai của em làm MC đây. Chương trình này phải làm sao? Mình phải chiều mưa, mình dùng những cái tiểu xảo nhỏ để mình đem nhiều tiền về cho bà con, chứ cho mình. Dạ. Sao? Mà bây giờ chương trình này mà tôi dù tôi có ăn gian hay chăng nữa mà tôi đem tiền cho bà con là tôi sẵn sàng. Dạ. Dạ. Hy sinh các bạn này mà đem tiền cho bà con là tôi chịu. Ngon lành. Ngon lành.